từ từ xíu, hai con đồng thăm lên đây, lên đây, lên đây. Nhà tốt ế quá trời mà sao không đứng dậy cho chúng ta. Ok. Quăng em cắn lắm. Mày thiên cho ta. Đây 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 đây. Một. Nhớ rồi nhớ. Hai. Cái chửi. Một cái dâu. Vui ơi. Bây giờ ai chụp được khoan thì đó có ý kiến nha. Đồng ý không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đưa niệm của tiếng Anh, chú niệm của chồng xuống nha. À xin phép chú để là mình chú để các anh em. Khoan, chú để nghe các lời siêu biết rồi. Bây giờ cái gì nói xong. Nói đi. Là nói đúng không? Bây giờ là gì nè? Lúc nãy á là mình phổ biến là chơi là mình quen cái loại trừ cái người mà đặt đương kim vô địch. Cái người ta cứ râm râm người ta để đi chụp hoa tiếp. Cái này là bài bậy. Là cô giáo xin lỗi mọi người nha. Bây giờ loại trừ đương kim vô địch nha. Bây giờ đếm lại lần nữa nha. Hội bắt quá tam nha. Bây giờ em đếm được cái là của người đó nha. Không kỳ không tư nữa nha. Tại vì á bây giờ là quan tòa là hả xỉn rồi. Say lắm rồi. Nên là không có đồng chứng được nữa. Rồi em biết chị là chị của em. Thôi bây giờ nha, mình làm lại một lần nữa nha. Mình lội đương kim vô địch đó nha. Ai thấy đương kim vô địch là chặn lại nha. Là hô lại đi. Mọi người đâu đâu nè. Ai chưa có vợ, ai chưa có chồng, ai muốn cái gia đình là mại vô mại vô nè. Có cái trang đâu nè. Alo Thảo đâu? Bà con có bác đi trong khuôn trường bên ngoài khuôn trường. Ai chưa vợ, ai chưa chồng thì mại vô nè. Em biết chị rồi, chị đứng góc nào để em dễ đi. Thôi các bạn lại nè. Khoan nè, mình á là mình lội trừ những người mà có gia đình rồi nha. Thử chống thể là vô địch nha. Đi ra giùm cái coi. Yêu cầu cái ông nó đèn nè. Ai có gia đình né giùm cái coi. Chị Trì, Tâm, đứng dậy không có ôm. Ok. Phúc, đứng dậy nè em. Chụp hoa nè, Trang ơi đứng dậy chụp hoa nè Trang. Gân nữa, hiệp nữa. Phát câu nè. Nghĩa ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Khoan Minh ơi, Minh Đông Nam đó